Nay có min không nhỉ? Làm sao mà min được? Không thể min nổi luôn. GG 10.000 đồng. Nay min thì mai chúng ta có món tai của tai GG nướng đi kèm đó là tai lân đi hấp. Em đặt cho anh luôn target. Xem min là bây giờ là bao nhiêu tỷ? Min là bao nhiêu tỷ? Mà mắc là bao nhiêu? John Wick đã donate cho tai GG 10.000 đồng. Min 1K8 mắc là 2K5. Min là 1K8 à? Tức là dưới 1.800 tỷ là min đúng không? Ok. Anh mở 2.000 tỷ cho em xem. Trên 2.000 tỷ cho em xem. Chỉ số là Dừa bao nhiêu đã nhỉ? Donate cho tai GG 10.000 đồng. Min tin chuẩn. Không min được. Về nhà em nhé, có mắc chờ. Mắc. Ông chỉ mong được cái CR7 thôi. Hứa CR7 ở livestream luôn, riêng khoảng. Mày ơi, chưa phải ở. Haji Safi 110 này. Dô béo 1.000 tỷ. Nhưng mà lại bịp lắm, không bao giờ dô béo. Không bao giờ dô béo luôn ấy. 30. Oh, mà bố ra Brazil tôi là chớ mà Brazil phải ra tiền đạo mới ngon, cao lắm ấy thì khoảng 112, còn mà đen ấy là 109 đấy, nhưng mà có lại gói bịp thường có lại 109 ra đúng 109 luôn, 109 nó sẽ ra đúng 109 luôn, không nói nhiều. Tuyệt vật nha. CB Bùi on 111 cũng được cái nhở. Không min. Chưa min. Bây giờ gọi là phôi đẹp. Chỉ cần không ra Đức thôi. Cứ ra Brazil là bú. Nào. Đừng có ra bia hộp nha. Đừng có ra bia hộp. Ngoài Tiger à? Cũng được. Tạm được, Tiger lại 7 tỷ 110. Tôi nghĩ là được. Có này, bây giờ mơ ra nhỉ? Gói ô này, bây giờ mơ ra của Bùi Hoàng Việt Anh này. Bùi Hoàng Việt Anh. Hoặc là Lê Công Vinh, Lê Huỳnh Đức. Trời ơi, nhiều quá. Có này tôi mở chưa bao giờ tôi ra của hàng thủ nhá. Toàn hàng công hết. Chưa bao giờ ra hàng thủ. Mẫu này, làm mẫu là duy nhất cho anh em xem này. 100% hàng công. Mở. Ô. Có này tôi mở chưa bao giờ tôi ra của hàng thủ nhá. À, dễ ra của Phát Tuấn Tài ấy nhờ. Phát Tuấn Tài luôn à. Không thử con này chứ phải là gói chính. Con này chứ phải gói chính mà. Bây giờ ôn này. Bây giờ lại còn 3 mùa như này nữa. Làm sao có thể né được khoảng 114 này. Đúng chưa? Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Oh, Brazil. Alisson Becker man. Mắc. Ederson cộng 8. Mà Bù lại cái gói kia 40 tỷ nữa. Cứ cho là 50 tỷ đi, làm tròn. Nào. Mắc chưa? NTG 98 này min là 113 này. Kênh của tôi ấy thì đặc trưng ấy, đặc sản ấy thì nó sẽ là ra Vidic. Đặc sản ra Vidic. Hai là Eto. Đấy, một trong hai con đấy rồi. Một là Vidic, hai là Eto, không nói nhiều. C1. Ô. 118. Được chưa? Vẫy tay luôn, vẫy tay xin chào. 118 có này cũng được. Rồi, bú đét luôn. 200 tỷ. Riêng của Son Heung-min up live stream luôn. Son Heung-min up live stream luôn. Kẻ ấy lan thế. Mặt kia xa cộng 4. Hơn 10 tỷ. Bú. Sạch. 113. Nét luôn. Chắc chắn sẽ không ra được
mấy con tầm 111 đổ lên này chỉ 110 quay về thôi. Đấy, chỉ 110 quay về thôi. 100% tin chuẩn. Không bao giờ ra 111. Gói này là gói bịp mà. Gọi là cho có thôi. Đấy chưa? Chỉ 110 quay đầu. Mình vẫn còn icon này. Ôi, gói này không tính tiền. 110 này không tính tiền. Đấy. 30 tỷ quay đầu. 30 tỷ quay đầu. Ơ, drop 3 này. Đấy, 30 tỷ quay đầu mà. Cũng được. Gói này. Gói này nói chung là gà lập trình hết rồi, có ăn dô béo lắm. BTB cộng 8. Rồi, bùng nổ cái chat đi. Không, gói này thì chắc không kỳ vọng gì nhiều. Gói này không kỳ vọng gì nhiều. Đấy. Gà đúng bịp, gói này tôi mở ra 113. Đấy. Tôi mở ra 113. Gà bịp mà. Gà đúng bịp luôn. Gói này tôi cốt. Khổ quá. Úp lửa. Pháp xếp. Có man rồi. Alo, chi tiêu ri này 300 tỷ. Ok. Sai. Khác gì chỉ định chưa? Khác gì chỉ định. Wow. Lại bảo không bú. Ôi sao Vích ơi, anh cần nghe những cái lời gọi là lời vàng ý ngọc từ em. 300 tỷ. Tài GG 10.000 đồng. Mừng sớm quá, anh còn 2 gói BTB nữa mà không ổn thì hỏng người đó a. Sao đã không ổn nhỉ? 300 tỷ rồi. 500 tỷ này. Cộng bên chỗ này còn 600 tỷ nữa này. Làm tí F3 xem nào. Rành rồi a, giờ có mỗi 2 team A với B đẹp thôi mặt. Ai cười. Chào ơi. Sao để có vợ đi sang đá, con vợ đấy có đá có ra gì đâu. Sao để vợ đi sang đá nhở? 98. 116 đổ lên là thành công. Thôi đi rồi, đi rồi. Cụ đi chân lại toát rồi, ma rét. Trời ơi. Hay là gì, ghê dai à, ghê dậy à? Ghê dậy à, ghê dai là ghê gì? 107 min là 115 à. Uầy, CR7 này, Gullit này, Tony Kroos cũng được. Nhưng mà gói này thường, gói này gọi là gói bịp. 100 này gọi là người ta để cho khó thôi. Thực sự là gói này là gói ôn. Ừ. Đấy. 100 mới để cho có thôi mà. Mở. Thôi đi rồi, đi rồi. Cũng đi chân lại toát rồi, min luôn à. Trời ơi. 115. Tôi bảo rồi mà. Gói này nó để 100 cho có thôi mà. Tôi xem lần đi, tôi xem lần đi mở rồi tôi biết. Đấy. Gà bịp. Hai gói mắc nó giả mình cho một gói min. Hai gói min luôn. Không ra liver. Không ra liver là thành công. Còn vòng nữa. Ở kèo sau. Nhưng mà từ bạn kia, bạn chưa nhắn tin. Bạn kia đã nhắn tin đâu. Tôi xong rồi. Tôi kìa. Trời ơi. Cuộc đời. Tại sao đen thế nhở? Tim thành đầu quá men. Trời ơi, Vương Quýt ơi. Samuel Oto. Một trăm hai mươi mốt. Rolap New. Bùa nha. Ý CB thôi đi rồi. Tại sao lại ý CB một min mẹ luôn kìa. Mãi 3 gói min, 4 gói min liên tiếp rồi. Trời ơi. Tối. Mẹ khả năng phải đi rửa tay rồi. Khả năng phải đi rửa tay rồi. Gói này chỉ định 119 hôm qua. Hình như cũng mở được 119 gói này à. Messi được. Mà rồi cậu được. Cristiano thì càng tốt.
trừ một John Wick ở kênh Tai GG rồi. John Wick đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Cãi con vặc. May không được 119 đấy. Trời ơi, nhưng mà con này ảo giá mà. 120 là ai bán? Đúng không? 120 là ai bán bây giờ? Con này ảo giá lời ra chứ chưa? Gần min, đập kia xa, đập công chủ tội ở đây lại còn kia xa này. John Wick đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Phôi kia cũng thế tốn về lù mặt cười. Nhưng mà nó lên em, nhưng mà nó lên mà. Nào em có muốn không? Vinicius, anh giúp em làm lại cuộc đời đấy. 10.000 đồng. Thôi tha em đừng phá phôi em nữa mặt cười. Phôi đẹp quá, trời ơi cái dạng phôi này. Rồi full BTB cộng 8 anh em thích. Thích test game nào, thích test còn là sơ đồ nào nhỉ? Tôi có mấy cái sơ đồ này. Ta không biết test sơ đồ nào. Thôi được rồi, làm quả bia gì đi. Tôi nghĩ là quả bia gì là hợp lý ấy. Đây rồi. Vẫn vào. Ôi Messi còn lấy sút đập cọc được giỏi đấy. Thì với cả CR7 là tôi thất vọng quá ta. 1 lít. John Wick ơi. Đúng Neymar luôn nha. John Wick đã donate cho Tai GG 100.000 đồng. Ôi cả John Wick. Ừ. Luôn nha em ơi, kèo thì tưởng kèo gì, cái kèo đấy anh ăn suốt. Cứ skill làm tiền thôi. Rồi đây này. Đây này. Nếu mà em thích, anh kỷ niệm cho em bán nữa luôn. Kỷ niệm cho em bán nữa luôn rồi Quý ạ. Messi, gọi Z. Quên, quả đấy tôi đâu quả đấy xa nhá. Quả đấy siêu xa luôn đấy. John Wick đã donate cho Tai GG 100.000 đồng. Bùng nổ. Bùng nổ đây rồi, em ấy còn bán nữa, em còn bán nữa CR7 đấy. Ừ, dình, để dình á. Tiền đá mày có đá đâu. Có bán nước, từ từ. Có bán nước của anh. Anh 7. Lên đã. Trời ơi. John Wick đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Vào pen kiểu éo gì anh cũng thua mặt cười. Thua kiểu gì, vấn đề làm sao để vào pen. Vấn đề làm sao để vào ban ở John Wick? Anh bảy! Ôi! Bảy! Được đấy chứ.